Hôm Hà cùng toàn thể ban tin tức và thời sự từ hệ thống truyền hình VBS xin kính chào quý vị. Gửi đến quý vị lời chào của ngày thứ sáu cuối tuần rồi thưa quý vị. Một tuần thật nóng, hy vọng là cuối tuần này khí hậu sẽ mát mẻ hơn. Còn hôm nay mời quý vị đến với phần tin tức và thời sự trong ngày. Mở đầu là phần tin Hoa Kỳ với các tin chính như sau. Nghiên cứu thuốc sốt rét không giúp ngăn ngừa Covid. Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Hàn tấn công mạng. Các nhà khoa học tuyên bố phát hiện nhiều hồ nước trên sao Hỏa. Và sau đây là phần tin chi tiết. Bản tin Hoa Kỳ đầu tiên nói về một nghiên cứu cho rằng thuốc sốt rét không giúp ngăn ngừa Covid. Thuốc sốt rét không chứng tỏ lợi ích gì trong việc giảm lây nhiễm virus corona trong các nhân viên y tế, theo kết quả một cuộc thử nghiệm lâm sàng được công bố vào ngày 30 tháng 9 vừa qua. Cuộc nghiên cứu xác nhận phần lớn những kết quả của một cuộc thử nghiệm lâm sàng vào tháng 6 cho thấy hydroxychloroquine không công hiệu trong việc phòng ngừa lây nhiễm giữa những người phơi nhiễm với COVID. Cuộc nghiên cứu trên 125 người tham dự, 4 người được cho uống hydroxychloroquine như liệu pháp chữa trị phòng ngừa trong 8 tuần nhiễm COVID và 4 người xét nghiệm dương tính với virus được cho uống giả dược. Tất cả 8 người này hoặc không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, không phải nhập viện. Theo kết quả đăng trên tạp chí JAMA Internal Medicine, cuộc nghiên cứu cho thấy không thể khuyến nghị các nhân viên y tế sử dụng thường xuyên thuốc này để ngừa COVID. Các nhà nghiên cứu trường Đại học Pennsylvania nói, các tác giả nghiên cứu cũng nói có thể một cuộc thử nghiệm trong một cộng đồng bị lây nhiễm COVID rộng rãi hơn có thể phát hiện lợi ích to lớn hơn của thuốc. Trong cuộc thử nghiệm mới nhất vốn được chấm dứt trước khi có được 200 người tham dự, những người uống thuốc sốt rét thường bị các phản ứng nhẹ như tiêu chảy so với những người uống giả dược. Bản tin thứ nhì nói về việc Brazil phản ứng sau phát biểu của ông Biden về rừng Amazon. Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Joe Biden hôm 29 tháng 9 kêu gọi thế giới đóng góp 20 tỷ Mỹ Kim để ngăn chặn tình trạng phá rừng Amazon, đồng thời đe dọa các hệ quả kinh tế nếu các nước không thực hiện. Và theo Reuters, chính phủ Brazil hôm 30 tháng 9 đã nhanh chóng có phản ứng. Bộ trưởng Môi trường Brazil Ricardo Salles viết trên Twitter, chỉ một câu hỏi, 20 tỷ Mỹ Kim viện trợ của ông Biden, đó là tiền hàng nắm. Theo Reuters, trong cuộc tranh luận đầu tiên hôm 29 tháng 9 với Tổng thống Donald Trump, ông Biden nói rằng các khu rừng ở Brazil đang bị chặt phá. Ông cho biết thêm sẽ tập hợp và bảo đảm rằng chúng ta có các nước trên thế giới đóng góp 20 tỷ Mỹ Kim để ngăn chặn việc phá rừng. Nếu các nước không làm vậy, thì sẽ có các hệ quả kinh tế lớn. Reuters đưa tin rằng lời phát biểu của ông Biden đã dẫn tới đồn đoán trong giới nhà báo Brazil về các hệ quả có thể. Rachel Krakenberg, phóng viên tại Washington của kênh Global News, được trích lời nói trên Twitter rằng đó có thể là một đe dọa trừng phạt. Brazil từng nhiều lần nói rằng các nước trên thế giới cần phải đóng góp để giúp duy trì rừng Amazon, theo Reuters. Theo USA Today, trước khi cuộc tranh luận vào ngày 29 tháng 9 diễn ra, rất nhiều người đã thắc mắc liệu ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden sẽ phản ứng ra sao trước các đòn công kích của Tổng thống Donald Trump. Đúng như suy đoán của nhiều người, cuộc so ganh giữa hai ông Biden và Tổng thống Trump đã căng thẳng từ phút mở màn, với nhiều lời công kích cá nhân được tung ra, đặc biệt là từ phía Tổng thống Trump. Phản ứng của ông Biden cũng rất đa dạng, khi thì đáp trả, khi lại cười trừ, nhăn mặt. Nhưng có lẽ biểu cảm cười trừ của ông là xuất hiện nhiều hơn cả, US Today bình luận. Tổng thống Trump nói rằng ông Biden tổ chức ít các cuộc vận động cử tri hơn vì đối phương không có nhiều người ủng hộ như mình. Ông Biden chỉ cười. Tổng thống Trump nhận công lao đưa môn bóng bầu dục trở lại trường đại học. Ông Biden cũng chỉ mỉm cười. Và khi người điều phối cuộc tranh luận yêu cầu Tổng thống Trump ngừng ngắt lời đối thủ, Tổng thống Trump đáp lại rằng ông Biden cũng có hành động tương tự, ám chỉ rằng vì sao chỉ mình ông bị nhắc nhở. Ông Biden cũng chỉ cười trừ và lắc đầu. Mục đích của cách phản ứng của ông Biden rất rõ ràng.
đó là bác bỏ các đòn công kích của Tổng thống Trump mà không cần phải phản ứng trực tiếp và cố gắng vượt lên những đòn công kích này. Tuy nhiên, liệu ông Biden có thành công hay không thì điều này vẫn chưa thể kết luận ngay lúc này. Ngược lại, Tổng thống Trump thường xuyên có cái nhìn hoài nghi, hơi nghiêng đầu và luôn sẵn sàng bác bỏ bất cứ ý kiến nào của đối thủ. Không phải như vậy, sai rồi. Đó là những điều chúng ta thường xuyên bắt gặp và nghe phần trả lời của Tổng thống Trump. Duy chỉ có một lần, ông Biden đã thực sự nổi giận vì đối phương nhắc đến con trai mình. Ông Biden đã chỉ trích Tổng thống Trump vì những lần Tổng thống Trump gọi binh sĩ và quân nhân ở Mỹ là kẻ thua cuộc. Ứng viên đảng Dân Chủ đã nhắc tới con trai mình là Beau Biden, người đã từng hoạt động trong cuộc chiến ở Iraq và qua đời vì ung thư não vào năm 2015, và thể hiện sự giận dữ về tư cách của Tổng thống Trump. Thay vào đó, Tổng thống Trump đã chuyển hướng sang người con trai còn lại của ông Biden. Tôi không biết Beau là ai, tôi chỉ biết Hunter. Tổng thống Trump đã chỉ trích Hunter Biden vì mối liên hệ của người này với công ty gas Ukraine. Ông Biden nói rằng ông tự hào về con trai mình và bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Trump. Trong một diễn biến khác, Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Hàn tấn công mạng. Một ủy ban của Liên Hiệp Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào các nhà ngoại giao của Hội đồng Bảo an để thu nhập thông tin liên quan tới lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với nước này. Một ủy ban chuyên gia cho biết có ít nhất 11 quan chức thuộc 6 nước thành viên Hội đồng Bảo an cũng như các thành viên của ủy ban này đã bị Bắc Triều Tiên tấn công mạng trong năm nay. Báo cáo viết rằng các quan chức đã nhận được thư điện tử có cảnh báo an ninh giả mạo, hướng dẫn họ ấn vào các đường link độc hại. Hình thức này được gọi là phishing, tức tấn công dưới hình thức giả mạo. Cũng theo báo cáo, nội dung tương tự được gửi tới cả các tài khoản cá nhân WhatsApp của các quan chức này. Báo cáo dẫn thông tin của các nước thành viên Hội đồng Bảo an rằng các nhóm tin tặc thuộc Tổng cục Trinh sát Bắc Triều Tiên được cho là đã thực hiện các vụ tấn công này. Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Nhật Bản, Mông Cổ, Hàn Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ cùng du Nhật Bản, Mông Cổ và Hàn Quốc trong tuần tới. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo như trên hôm thứ Ba. Bộ cho biết chuyến công du này dự kiến diễn ra từ Chủ nhật tới hết thứ Năm. Ông Pompeo sẽ tới Nhật Bản lần đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Suga Yoshihide nhậm chức. Các cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo hiện đang được chuẩn bị. Ông Pompeo cũng sẽ tham dự cuộc họp 4 bên của ngoại trưởng các nước Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ tại Tokyo vào thứ Ba. Gần đây, Trung Quốc đang tăng cường sự hiện diện ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nước này đã tăng cường các hoạt động ở Biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, và Biển Đông Trung Hoa. Chính phủ Mỹ đang muốn thắt chặt hợp tác an ninh với các nước ở châu Á để đối phó với các động thái của Trung Quốc. Mỹ sẽ thêm quy định để tranh luận giữa Trump và Biden bớt hỗn loạn. Ủy ban tranh luận Tổng thống Mỹ sẽ ban hành biện pháp mới để duy trì trật tự tại các cuộc tranh luận sắp tới giữa Tổng thống Trump và ông Biden. Cuộc tranh luận tối qua cho thấy rõ ràng cần thêm công cụ vào định dạng của hai cuộc tranh luận còn lại để đảm bảo các cuộc thảo luận có tự hơn. Ủy ban tranh luận Tổng thống Mỹ, tức CPD, vào ngày 30 tháng 9 đã ra tuyên bố cho biết họ đang cẩn thận cân nhắc và sẽ sớm công bố hiến pháp mới. Trong cuộc tranh luận đầu tiên tại Ohio, Tổng thống Trump liên tục cắt ngang mọi câu trả lời của ông Biden, thậm chí nhắc lời của người điều hành Chris Wallace. Ông Biden tỏ ra tức giận và quay ra nói với Tổng thống Trump: "Ông có im đi không?" Wallace đành phải lên tiếng kiểm soát tình hình và nhắc nhở Tổng thống Mỹ. CPD là ủy ban phi đảng phái đã tổ chức mọi cuộc tranh luận tổng thống từ năm 1988. Sau khi CPD ra tuyên bố, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cáo buộc ủy ban này là thay đổi luật chơi giữa trận đấu. Một bản tin khoa học. Cơ quan vũ trụ Mỹ NASA thông báo rằng chuyến bay có người lái đầu tiên của tàu vũ trụ tư nhân Crew Dragon sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 10 năm nay. Theo NASA, tàu Crew One
được dự kiến phóng lên lúc 2 giờ 40 phút sáng vào ngày 31 tháng 10 2020 theo giờ ban ngày miền Đông của Mỹ. 4 thành viên phi hành đoàn, trong đó có phi hành gia người Nhật Bản Noguchi Soichi, sẽ lên trạm vũ trụ quốc tế để thực hiện sứ mệnh khoa học kéo dài trong 6 tháng. Tàu Crew Dragon do công ty SpaceX của Mỹ phát triển. NASA dự kiến sẽ thường xuyên dùng tàu vũ trụ này để đưa đón các phi hành gia đến và rời khỏi trạm vũ trụ. Các nhà khoa học tuyên bố phát hiện nhiều hồ nước trên sao Hỏa. Một toán các nhà khoa học nghiên cứu dữ liệu từ một vệ tinh bay trên quỹ đạo sao Hỏa loan báo phát hiện bằng chứng cho thấy có một vài hồ nước mà họ tin là nước lỏng và mặn bên dưới bề mặt của cực nam hành tinh này. Phát hiện được nêu chi tiết trong cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Astronomy, mở rộng một phát hiện vào năm 2018, vốn dựa trên dữ liệu từ vệ tinh Mars Express của cơ quan không gian châu Âu. Dụng cụ radar tên là Marsis lúc đó trưng ra bằng chứng mà các nhà thiên văn học tin là một hồ nước mặn rộng lớn dưới lớp băng nam cực sao Hỏa, một phát hiện mà có người vui, có người ngờ. Kể từ đó, toán khoa học gia này xem xét dữ liệu hình ảnh radar trong 10 năm được các phi thuyền gửi về và tìm thấy không những thêm bằng chứng nhận có hồ nước mặn đó mà còn đủ bằng chứng cho ít nhất thêm 3 hồ nữa nằm dưới bề mặt sao Hỏa. Xác nhận sự hiện hữu của nước lỏng trên sao Hỏa rất quan trọng vì nước có thể cung cấp môi trường sống khả dĩ. Bằng chứng mới được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu xem xét hơn 100 hình ảnh radar được vệ tinh chụp từ năm 2010 cho đến 2019. Các nhà khoa học nhìn thấy dường như là một vài hồ nước đóng băng có kích cỡ đường kính từ dưới 5 km tới trên 19 km. Nhiệt độ trung bình trên sao Hỏa khoảng âm 26 độ C, quá lạnh để nước duy trì trạng thái lỏng trên bề mặt. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tin là các hồ này duy trì trạng thái lỏng nhờ độ muối đậm đặc. Một số nhà khoa học tin là sao Hỏa từng một thời là một thế giới nóng ẩm và có thể có những hình thức của sự sống vào một thời điểm nào đó trong giai đoạn sớm của lịch sử. Tuy nhiên, qua thời gian, bầu khí quyển của hành tinh bị mất đi vì thiếu từ trường như trái đất, làm cho sao Hỏa dường như là môi trường không thể cư trú được. Phát hiện mới nhất cho thấy một số túi trên bề mặt sao Hỏa có thể cư trú được và có thể chứa một số dạng thức của đời sống vi khuẩn. Những vi khuẩn thoát ra từ bề mặt băng giá của hành tinh và cư trú trong nước ở bên dưới. Trở lại chính trường Mỹ, bà Obama đồng cảm với những người chán ngán Tổng thống Trump. Michelle Obama nói bà đồng cảm với các cử tri chán ngán khi xem những gì Tổng thống Trump đã thể hiện trong cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên với ông Biden. Tin tôi đi, tôi thực sự đồng cảm với cảm xúc của các bạn trước hành vi của Tổng thống Trump tối qua. Cụ đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã viết trên Instagram vào tối ngày 30 tháng 9, đề cập đến buổi tranh luận Tổng thống đầu tiên giữa Tổng thống Trump và Biden. Nhưng chúng ta không thể quay lưng và để ông ấy thắng. Đó là những gì ông ấy muốn. Vì vậy, hãy biến những cảm xúc đó thành hành động. Biến chúng thành phiếu bầu cho người bạn của tôi, Joe Biden, bà Obama viết. Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể thoát khỏi tình trạng hỗn loạn và khôi phục sự ổn định cho đất nước này. Bà Obama kêu gọi các cử tri đảm bảo đã đăng ký bầu cử, nắm được cách thức và thời điểm bỏ phiếu, sau đó cần theo sát tình hình để đảm bảo rằng họ đã bỏ phiếu hợp lệ. Vì trong cuộc bầu cử này, chúng ta phải bỏ phiếu cho Joe Biden với một số lượng không thể chối cãi được. Cụ đệ nhất phu nhân Mỹ lý giải khi kêu gọi người Mỹ bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân Chủ. Kính thưa quý vị, cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng cử viên Tổng thống Biden và Tổng thống Trump diễn ra gay gắt và căng thẳng vào tối ngày 29 tháng 9, tức sáng 30 tháng 9 giờ Hà Nội, tại hội trường Đại học Case Western Reserve ở Cleveland và do Chris Wallace, người dẫn chương trình của đài Fox News điều hành. Đây là cuộc tranh luận đầu tiên trong số 3 cuộc tranh luận tổng thống của mùa bầu cử năm nay. Trong cuộc tranh luận, Wallace nhiều lần yêu cầu tổng thống ngừng
ngắt lời của đối thủ. Song Tổng thống Trump phớt lờ những lời nhắc nhở của người cầm trịch. Tổng thống Trump được cho là lấn át đối thủ bằng chiến thuật cướp lời, công kích cá nhân, khiến cuộc tranh luận bị xé vụn và nhiều lúc rơi vào hỗn loạn. 18 phút sau khi cuộc tranh luận bắt đầu, ông Biden tỏ ra khó chịu và nói với Tổng thống Trump: "Ông có im đi không?" Riêng về Tổng thống Trump, Tổng thống nói rằng đã thắng dễ trong tranh luận với ông Biden. Tổng thống Trump khẳng định ông đã thắng dễ dàng trong cuộc tranh luận đầu tiên, còn đối thủ Biden yếu đuối và than vãn. "Tôi nghĩ đó là buổi tối tuyệt vời," Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với phóng viên tại bãi cỏ Nhà Trắng hôm 30 tháng 9 trước khi lên đường đi vận động tranh cử ở bang chiến trường Minnesota. "Tôi thấy rating, tức tỷ lệ người xem truyền hình tại một thời điểm, rất cao và thật tốt khi đứng trên đó, cảm giác thật thoải mái. Tôi đánh giá cao tất cả những lời tốt đẹp." Tổng thống Trump sau đó tuyên bố rằng ông Biden không muốn tiếp tục với hai cuộc tranh luận tiếp theo. Nhiều chiến dịch tranh cử của ông Biden trước đó nói rằng cựu phó tổng thống sẽ tiếp tục tranh luận với Tổng thống Trump. "Tôi nghe nói ông ấy không muốn tiếp tục, nhưng điều đó tùy thuộc vào ông ấy. Còn ý tôi thì vẫn muốn," Tổng thống Trump nói. "Dù theo cách nào, chúng tôi cũng đã thắng cuộc tranh luận đêm qua một cách dễ dàng. Tôi nghĩ ông ấy rất yếu. Ông ấy trông yếu ớt hay thằng vãng. Vâng, chúng tôi đã thắng cuộc tranh luận dựa trên hầu hết mọi cuộc thăm dò tôi đã xem." Tổng thống Trump tuyên bố ông đã thấy kết quả 6 cuộc thăm dò cho thấy ông chiến thắng trong cuộc tranh luận ở Cleveland vào tối ngày 29 tháng 9, nhưng không nêu tên các cuộc khảo sát này. Trong khi đó thì một cuộc thăm dò của CNN về những người theo dõi cuộc tranh luận cho thấy cứ 10 người thì có 6 người tin rằng ông Biden đã làm tốt hơn trong cuộc tranh luận. Cuộc thăm dò của CBS News cho thấy 48% người xem tin rằng ông Biden thắng, trong khi 41% nói rằng Tổng thống Trump có màn thể hiện tốt hơn. Cuộc tranh luận do Chris Wallace dẫn dắt đã trở thành vô cùng hỗn loạn khi Tổng thống Trump liên tục cướp lời Wallace và Biden, công kích cựu phó tổng thống trên nhiều mặt và cho rằng ông Biden không thông minh. Trong khi đó, ông Biden mô tả Tổng thống Trump là gã hề, gã dối trá, thậm chí có lúc yêu cầu đối thủ im miệng. Các cuộc công kích liên tục đã làm lu mờ mọi cuộc tranh luận chính sách có ý nghĩa. Ủy ban tranh luận tổng thống CPD cho biết họ đang xem xét các thay đổi đối với hai cuộc tranh luận còn lại để duy trì trật tự. Bản tin về cuộc tranh luận giữa Tổng thống Trump và ông Biden đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ. Sau một phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần tin thế giới có các tin chính như sau. Chiến sự giữa Armenia và Azerbaijan ngày càng ác liệt, Tổng thống Nga Putin ra thông điệp khẩn. Tại Litva, Tổng thống Pháp kêu gọi hợp tác với Nga.